Những ngày qua, người dân và khách du lịch khi đi tản bộ trên công viên bãi biển Nha Trang đều rất ngạc nhiên và hiếu kỳ trước hình ảnh một thanh niên chạy xe máy bán bánh tiêu, vừa phóng xe vừa đội trên đầu cả một mâm bánh đầy ắp, chạy nhanh trên lối đi nhỏ hẹp chỉ dành cho người đi bộ. Theo đó, thanh niên này để nguyên cái mâm đựng đầy bánh đặt ngay trên đỉnh đầu mà không cần vịn, hai tay điều khiển chiếc xe máy cố giữ thăng bằng chạy luồn lách, phóng nhanh như làm xiếc trên đường. Hình ảnh chạy xe đội mâm bánh của thanh niên thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người. Tình trạng chạy xe bán bánh như làm xiếc trên tuy lạ mắt nhưng rất nguy hiểm cho khách đi tản bộ, vì chỉ một sơ sẩy mất thăng bằng, người bán bánh sẽ ngã nhào trúng vào khách du lịch.